Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ photoshop.com. Mình rất cảm ơn các bạn đã biết tới cái kênh video của mình, uh, kênh YouTube của mình và ừ, đây cũng là một cái kênh mà đã từng từ rất là lâu rồi, từ năm 2015 cho tới bây giờ, tới thời điểm hiện tại là 2020 thì cũng đã là 5 năm rồi. Và trong năm năm đó, mình đã post lên được gần 300 cái video về Photoshop. Mình nghĩ là ừ, mình có thể là một trong những người làm video về Photoshop có thể gọi là trong top của Việt Nam rồi và mình có động lực làm như vậy là bởi vì các bạn bởi vì ừ, mình không ngờ được là đã từng có rất là nhiều bạn vẫn coi từ cái video đầu tiên mình post ở trên như uh, com này cho tới thời điểm hiện tại là 5 năm và hơn 300 video có rất là nhiều bạn đã theo dõi mình rất từ lâu rồi và ừ, đó là một cái động lực rất là lớn đối với mình thì uh, nếu các bạn đã biết thì bạn có thể ủng hộ mình bằng rất là nhiều cách bởi vì ừ, nói gì thì nói là YouTube nó vẫn chỉ là một cái nguồn gọi là à, thú vui của mình thôi bởi vì đây là một kênh để mình có thể là tự học và chia sẻ lại những điều mình tự học cho các bạn à, thông qua 200, 300 cái video và chắc chắn là mình sẽ còn làm tiếp ở trong tương lai nữa có thể lên 600, 1 nghìn gì đó à, cái số lượng subscriber nó chưa phải là cái gì đó quá là gánh nặng với mình mình chỉ cần biết là ừ, sẽ có một vài bạn đã theo dõi mình và một vài bạn ủng hộ mình như thế đối với mình rất là rất tuyệt vời rồi và đơn thuần là bởi vì các bạn thì đã cho mình cái cơ hội để mình làm youtube à, có cái động lực để mình tiếp tục làm tới ngày hôm nay và cho mình rất nhiều cơ hội về những công việc hoặc là những cái à, động lực để thúc đẩy cái bản thân mình nó phải tốt hơn để làm được những cái kỹ năng cao hơn cái cách thuyết trình cái cách mà mình trình bày nó cũng tốt hơn để các bạn hiểu hơn nữa thì mình rất là cảm ơn anh em vì những sự ủng hộ của mà, của mọi người ha thì sẵn tiện đây thì ở trong YouTube nó đã cho mình một cái tính năng đó là hội viên thì nếu như à, bạn có um, cái sự ủng hộ Ờ, đối với mình à, bằng quyên tiền thì đó thì các bạn có thể ủng hộ cho mình à, với giá là đơn giản là một ly cà phê mỗi tháng đơn giản vậy thôi thì thực tế cái này đơn giản là một cái hình thức để mà các bạn ủng hộ thì gọi là donate thôi ha còn lại cái chuyện mà ví dụ các bạn không donate nữa hay là các bạn có thể dừng bất kỳ lúc nào không phải là vấn đề bởi vì ừ, mình sẽ có rất là nhiều cái ưu đãi dành riêng cho những anh em mà đăng ký donate để tất nhiên là win win mà ha thì đó là cảm thấy thì coi như đây là một cái video mình cảm ơn anh em và đồng thời có những là mình giới thiệu về cái chương trình hội viên đó thì nếu như anh em có điều kiện thì em tham gia còn không thì cũng không phải là vấn đề gì cả mình rất cảm ơn anh em chỉ cần đơn giản là nhấn nút đăng ký nút subscribe và chia sẻ những cái video của mình cho bạn bè cùng biết nó cũng đã là một cái uh, sự ủng hộ mình rất là lớn rồi ngoài ra thì mình có những cái khóa học có những cái preset có những cái tool ở trên website hpforshop.com hoặc là trên fanpage hpforshop thì nếu như các bạn có um, nhu cầu thì các bạn có thể xem ở những cái trang đó về những cái sản phẩm đó có thể sẽ phù hợp với bạn ha thì rất là toàn bộ video mình ơn các bạn nhớ like, share, subscribe và comment cho mình biết ở những cái video mà mình đăng trên youtube đó các bạn cần về những thông tin gì cần những cái video gì và các bạn đang muốn biết về những cái thủ thuật nào trong photoshop, trong nhiếp ảnh, trong những cái những cái gì đó liên quan tới ngành ảnh thì các bạn có thể tham khảo và comment ở đó để mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Ok, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Ape Photoshop, bye bye.